Đối với vận động viên của Thái Lan đó là Thiopak Phimomo và Manigol số 5 trong trang phục màu đỏ. Đối với vận động viên của Malaysia đó là Abwahab số 5 và Saudin số 14 trong trang phục màu xanh. Đường giao cầu ở điểm đầu tiên sẽ thuộc về Malaysia. Và tấn công đi ra ngoài đến từ Manigong. Và điểm đầu tiên ở trận đấu này đã thuộc về Malaysia. Trận đấu thuộc về Wu A trong cuộc đấu trước. Dứt điểm tốt sau xử lý của Saruddin và tỷ số là 2-1 cho Malaysia. Tình huống phòng ngự rất hay. Thái Lan giành được rồi, sẽ đến lượt áp qua hát. Dứt điểm có vẻ như một tình huống cầu tốt. 6-2 cho Thái Lan. Đúng mặt cầu vẫn còn. Tình huống chắn cầu không thành công. Có điểm cho Malaysia. 4-7. Còn nội dung đồng đội. Tuyệt vời. Pha ghi điểm hay của người Thái. Một pha xử lý trong tư thế rất khó. Tình huống bay người này đã khiến cho pha xử lý quá tốt. Manigong từ đầu trận có rất nhiều những tình huống tấn công mắc cầu ấn tượng. 10 năm cho Thái Lan. Có may mắn. Tình huống thủ tốt và dứt điểm trên lưới quá hay của Manigong. Cầu thủ số 5 của Thái Lan đang thực sự tỏa sáng. 12 năm của Thái Lan. Quá hay. Thái Lan đang phòng ngự và tấn công đều rất tốt. Lại là Manigong. Được một rất êm mà sau đó là lựa chọn dứt điểm cực kỳ hợp lý. Một tình huống vẫn là những pha phối hợp rất nhịp nhàng và kỹ năng tấn công vô cùng đa dạng đến từ Manigong. Chuyền hai Thiopak cũng đang làm rất tốt. Lại là một tình huống xử lý bằng gầm gầy đi lỏng đánh bại các cầu thủ Malaysia. Tiếp tục là điểm số đến từ Manigong. Thủ số 5 đang trình diễn cú tấn công mãn nhãn. Lại là một pha xử lý vô cùng kỹ thuật nữa. Sau những tình huống xử lý cầu lỏng là một pha dứt điểm rất uy lực. Vẫn là Manigong quốc gia. Cầu thủ số 5 của Thái thủ lại còn tấn công đa dạng. Cầu lúc lỏng, lúc mạnh.
rất khó để chống đỡ. Quá tuyệt vời, tiếp tục là điểm số cho Mani Gong của Thái Lan. Trước đó thì người đồng đội Yao Park dứt điểm không thực sự tốt. Nhưng ở cơ hội thứ hai, Thái Lan đã có được điểm số nhờ vào pha xử lý này của quá dễ dàng cho Mani Gong. Lần này thậm chí Malaysia còn không theo chắn kịp. Cũng phải ghi nhận kỹ năng chuyền hài quá tốt đến từ Thiao Park. Và như vậy trận đấu thứ nhất đã kết thúc với tỷ số 21-6. Một pha xử lý tốt nữa của Mani Gong giúp cho Thái Lan có được chiến thắng áp đảo ở trận này với tỷ số cách biệt 15 điểm. Dứt điểm quá tốt. Mani Gong luôn có những phương án xử lý để đánh bại được hàng chắn cũng như cầu thủ phòng ngự bên phía Malaysia. Tiếp tục ghi điểm dễ dàng. 3-2 cho Thái Lan. Cầu thủ có khả năng dứt điểm. Có vẻ như đó là một tình huống cầu tốt. 3 cú dứt điểm thành công liên tiếp đến từ Mani. Số là 7-2, trong khi Sarudin dứt điểm quá hiền, Mani Gong luôn có được những phương án để kết thúc đường bóng, kết thúc đường cầu. Sau rất nhiều tình huống dứt điểm uy lực là một pha đạp cầu lỏng cực kỳ thông minh. Tiếp tục ghi điểm 9-2. Đây là thực sự là sâu diễn của Mani Gong. Cầu thủ Malaysia cũng bất lực. Ở một tình huống họ không theo chắn, Mani Gong cũng quan sát rất nhanh và đưa ra một pha xử lý. Đạp cầu bỏ luôn có điểm nhờ những tình huống xử lý trên lưới rất uy tín của Mani Gong. Tiếp tục là một đường cầu mà chúng ta đã nhìn thấy điểm số từ trước khi Mani Gong dứt điểm. Thái Lan cứ nêu cầu tốt là sẽ có điểm. Thái Lan có thêm một điểm số nữa. Từ đầu trận đến giờ gần như chưa một lần nào Malaysia có thể phòng ngự được trước những
bảng đã quá quen thuộc ở trận đấu này. Theo Park kiến tạo để Manigong mang về điểm số 13-3. Bắt đầu quá hiểm hóc. Thành công tốt để từ Saruddin. Điểm thứ 5 cho Malaysia. Tình huống tấn công tốt của Saruddin. 88. Điểm liên tiếp dành cho Malaysia, nỗ lực muộn màng nhưng rất đáng khen. Tỷ số 98. Ra ngoài. Cuối cùng chúng ta cũng được thấy một tình huống dứt điểm lỗi của Manigong. Một cái điểm lỗi hiếm hoi từ đầu trận của cầu thủ số 5 đội tuyển Thái Lan. Đó là điểm quyết định của trận đấu này. Thái Lan đã có được chiến thắng sau 2 trận đấu. Và tỷ số là 21-6 và 21-11 để có thắng lợi ở Regua trước Malaysia. Chúng ta sẽ cùng nghỉ trong ít phút trước khi đến với Regu B của cặp đấu giữa Thái Lan và Malaysia.